Trận chiến với Kaoru-gri đã chính thức kết thúc, phần phía sau vẫn còn đó khi thế lực thứ ba đã xuất hiện. Bọn chúng là thế lực từ Saito, tên Kaoru đại diện giống như vùng đất Hokuto, đó là Kaoru-gro, chính là con trai của Toto. Hắn đã trở lại với chiếc Bottle cũng như Crash Driver, mang sức mạnh của loài cá sấu, áp đảo hoàn toàn tất cả những Rider và hắn đối mặt với sức mạnh từ bộ hàm khủng khiếp của loài cá sấu. Không còn cách nào khác, trận chiến giao hữu giữa cả hai vùng đất để xem ai là người chiến thắng mà không cần chiến tranh lại một lần nữa phải nổ ra. Nhưng đây là trận đấu 3v3, Kree đã dễ dàng giành được chiến thắng. Nhưng Crosshead thì không may mắn như vậy, phải đối mặt hình dạng hợp thể của hai tên Gear. Trận chiến đè nặng lên vai của Sento khi anh là người đại diện cuối cùng để chống lại Kaoru-gro. Cho dù dùng bất kỳ form kết hợp Bestmark, Bill Sparkling cũng chẳng làm gì được Kaoru-gro, hắn ta quá áp đảo. Cho đến khi anh móc ra chiếc Hazard Trigger, hắn ta đã tưởng anh sẽ sử dụng lại một lần nữa hình dạng Black Hazard. Hắn cũng vô cùng tự tin vì bản thân mình đã có khả năng chống lại Black Hazard khi đánh vào việc bất ý thức của anh. Nhưng không, Sento còn vũ khí khác, chiếc Bottle đôi, do anh nhận ra công thức từ hai vật phẩm cùng nguyên tố với nhau. Hình dạng mới được khai sinh bao phủ lên người anh sức mạnh màu đỏ của Rabbit mang tên Rabbit and Rabbit. Phủ lên người của Black Hazard bằng lớp giáp đỏ, cơ thể của anh được điểm tô bằng những chiếc lò xo, toàn bộ tai và phần chân, cùng với đó là đôi mắt của Rabbit ở hai bên với những chi tiết gai góc hơn. Phần này được trang trí bằng những chi tiết vàng và biểu tượng Bill màu vàng kim trên phần ngực của anh ấy. Khả năng của Rabbit and Rabbit là gia tốc, tăng tốc độ đáng kinh ngạc đến Kaoru cũng không thể nào bắt kịp được tốc độ khủng khiếp từ Rabbit. Rabbit vẫn giữ nguyên sức mạnh từ hình dạng Black Hazard và đấm những đòn cực đau với tốc độ siêu nhanh. Tên Ro hoàn toàn bị áp đảo. Khả năng nhảy cao bằng lò xo của anh ấy được nâng cấp lên một tầm cao mới, giúp cơ thể của anh co giãn ra giống như độ đàn hồi của một chiếc lò xo thực thụ. Cả cơ thể tấn công quá linh hoạt và bất ngờ khiến Kaoru-gro không kịp trở tay. Hắn ta chỉ có thể ăn hành trước sức mạnh khủng khiếp này của hình dạng Rabbit and Rabbit. Tất sát mang tên Rabbit, Rabbit Finish. Bill cũng nhảy lên không trung, duỗi chân của mình về phía kẻ thù làm chúng sao nhãng vì tưởng đây là một tấn công. Nhưng không, anh thu chân của mình lại để tạo ra lực nén khổng lồ, sau đó mới lao về phía kẻ thù, tấn công mục tiêu và đá chúng bay đi cực kỳ xa. Cho dù đó là Kaoru-gro cũng chịu sát thương cực kỳ nghiêm trọng sau khi ăn đòn tấn công này. Tưởng chừng đã chiến thắng khi đã hắn văng khỏi sàn đấu, nhưng theo luật lệ của cuộc thi thì nó vẫn sẽ tiếp tục. Hắn ta đã nhận được thông tin từ tổ chức và tìm ra cách đối phó với Rabbit Rabbit bằng chiếc Bottle Diamond, vô hiệu hóa hoàn toàn sức mạnh của anh. Mọi người đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì họ nhận ra có lẽ trong nội bộ của phe Bill đã có kẻ phản bội và sức mạnh Rabbit and Rabbit đã bị nắm bắt và gần như vô hiệu trước khả năng ứng biến của Ro. Tình thế đang vô cùng nguy cấp khi Bill đang đứng trước ranh giới sẽ thất bại trận chiến này.